Alfa punya dong. Thank you.
Thank you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Oh, yeah. Oh, 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 oh,
Today's your day, it's all about you. Time to celebrate with a cheer or two. Candles on the cake glowing so bright. Make a wish now under the soft light. Happy birthday, sing it loud and clear. Happy moments, feel the joy and cheer. Growing older, but you're young at heart. Today's the start of another year's art. Blow out the flames, the fun has begun. Today's your day, it's all about you. Time to celebrate with a cheer or two. Candles on the cake glowing so bright. Make a wish now under the soft light. Happy birthday, sing it loud and clear. Happy moments, feel the joy and cheer. Growing older, but you're young at heart. Today's the start of another year's art. Blow out the flames, the fun has begun.
thì Thu Hằng cũng xin được trân trọng đại diện kính mời anh Minh và chị Lan cùng ẩm cháu Minh Đăng bước lên sân khấu để làm nghi thức tiệc cưới tiệc thôi nôi ngày hôm nay. Dạ, kính thưa tất cả quý vị và cũng ngày sau đây thì anh Minh và chị Lan thì cũng sẽ có đôi lời chúc tốt lành đến toàn thể tất cả quý vị. Xin được mời anh Minh ạ. Dạ, hôm nay lời nói đầu tiên thì cảm ơn cô chú anh chị em này đã lại chung vui buổi tiệc. Cái thứ hai là nếu gia đình này khi nào có điều gì sai sót thì mong anh chị em thông cảm. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin được mời anh chị cùng bật nến lên cho bé. Này nào.